Em Tùng chào cả nhà nhá. Chào cả nhà lại quay trở lại với kênh của em Tùng. Thì hôm nay em cố tình quay muộn một chút, trưa một chút là để quay cho cả nhà ngắm cái bông hồng Á Hậu này đang nở này. Đây là một cái bông hồng Á Hậu được nở từ một cái Ki 51 nhá cả nhà. Đấy, hoa hồng Á Hậu đang nở. Bông rất là đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp, cánh rất là dày. Mắt rất là gọn và cái họng của nó rất là đẹp. Cái tông màu nhìn thì khá là ưa. Đó, đây là bông hồng Á Hậu. Rồi, để quay lại với cái việc chính luôn. Đơn hàng ngày hôm nay thì hôm nay em có giao lưu với anh chị ở Mắt Ngọc Bạch Đằng. Mắt Ngọc Bạch Đằng vừa về hôm qua đấy ạ. Năm cánh trắng Phù Mỹ. Năm cánh trắng Phù Mỹ này, năm cánh trắng Thiên Đăng này. Rồi còn kia pháo bay này, rồi bạch trà, rồi mấy cái cây nữa. Rồi thì em sẽ vào cái cây đầu tiên, nó là cây năm cánh trắng Mắt Ngọc Bạch Đằng. Thì trước hết em sẽ mời mọi người xem hoa nhá. Đó là cái hoa Mắt Ngọc Bạch Đằng. Đây là ki. Ki đầu tiên này nó là một cái ki lách ở trên thân xuống nhưng mà rễ rất là khỏe nhá. Ki này thì nó giống Mắt Ngọc Bạch Đằng này thì nó không to thân lắm cả nhà nhá. Thì ki này em là ki số 1, em sẽ để cho cả nhà là 600.000. Cả nhà có thể liên hệ qua số điện thoại này giúp em. Đây là ki số 2. Ki số 2 này cũng là Mắt Ngọc Bạch Đằng, nó là một cái ki cắt ở trên thân xuống rất là đẹp. Đây còn nguyên cái đoạn búp này. Đấy, ki rất là đẹp nhá. Ấm chậu, thuần chậu rất là khỏe. Cái ki này thì số 2 này là 700.000. Số 3 này. Số 3 này cũng là một cái ki cắt ở trên thân xuống, bộ rễ rất là khỏe, ki rất là đẹp luôn. Đấy, ki này vẫn đang lướt ngọn nha cả nhà. Rất là đẹp. Ki số 3 này thì là 800.000. Đây là ki số 4. Ki số 4 này thì ki cắt khúc ra ươm rất là đẹp luôn. Đây cả nhà có thể nhìn này. Đó, ki cắt khúc ươm rất là đẹp luôn. Đây. Đó, ki rất là đẹp luôn. Mắt Ngọc Bạch Đằng như này nhìn ki rất là sáng, rất là đẹp. Ki này thì 1 triệu nhé cả nhà. Rồi đây là đến hết cái cây Mắt Ngọc Bạch Đằng thì bây giờ em chuyển qua cây năm cánh trắng Phù Mỹ nhé cả nhà. Thì rồi năm cánh trắng Phù Mỹ thì ki số 5 là 500.000 nhá. Đây ạ, ki số 5 năm cánh trắng Phù Mỹ và em mới trồng lại đây cho anh em rồi. Anh em về sẵn chơi rồi, yên tâm luôn. Ở đây là cái ki Phù Mỹ số 6 này. Đây là cây năm cánh trắng Phù Mỹ này. Đó, Phù Mỹ. Đây ki cũng nó là ki ươm tự nhiên rất là đẹp và em cũng đã trồng lại đẹp ngon lành cho cả nhà rồi. Đơn số 6 Phù Mỹ 500.000. Đơn số 7 Phù Mỹ em cũng trồng lại cho mọi người ngon lành rồi. 500.000 nhá cả nhà. Rồi đơn số 8, số 9 và số 10 thì ở đây là năm cánh trắng Phù Mỹ này. Số 8, số 9 và số 10 thì số 8 trước ạ. Thì sẽ là 600.000 một ki nhá, 600.000 một số. Đây. Số 8 này. Đó. Số 9 ạ. Đó, và đây là số 10 ạ. Với giá là 600.000 cho một ki nhá cả nhà. 600.000 một ki nhá. Năm cánh trắng tiếp tục vẫn là Phù Mỹ này. Ở đây là ki số 11, 12, 13, 11 này, 12 này, 13 này. Số 11 này, 11, 12, 13 này thì giá là 750.000 một ki nhá cả nhà. Số 11 này. Ki rất là đẹp luôn. Đây ạ. Số 12 này. Đó, ki rất ngon và rất đẹp nhá. Số 12 này. Đây là số 13 này. Đó. Phù Mỹ, năm cánh trắng Phù Mỹ nha cả nhà. Năm cánh trắng Phù Mỹ này nó là một bông năm cánh trắng mũi trắng. Nói chung là năm ngoái thì những cái ki như thế này nó rơi vào khoảng 800 đến 1 tỷ, nhưng mà năm nay thì nó rất là rẻ rồi. Và nó rẻ như thế này thì các anh cứ cãi nhau cho nó rẻ đi. Nó rẻ đi thì sẽ người hưởng lợi tốt nhất sẽ là cái người chơi chân chính thôi, người chơi thuần túy thôi anh chị ạ. Cho nên là cái giá nó càng giảm ấy thì anh chị càng có cơ hội để mua, càng có cơ hội để chơi, chứ cũng đừng có đổi lỗi là tại cái gì nó giảm. Rồi, còn đây là chuyển qua cây năm cánh trắng Thiên Đăng. Thì cái cây năm cánh trắng Thiên Đăng này ngày xưa em mê nó lắm. Nhớ cái năm chú Tuấn Bùi chú ấy mua mới kia 70 triệu ở trong miền trong, nhìn cái cây này mắt nó đẹp mà mê lắm.
Rồi em mời cả nhà ngắm hoa nhé. Thì cái kỳ thiên đăng này ấy, cái bộ hoa đấy nó vừa mới nở ngày hôm qua ở trong Bình Phước, và em mới xin cái hình bông của chị Trần Minh Thúy, mới nở ngày 11 tháng 9. Rồi thì đây là những cái kỳ, có 4 cái kỳ này là em mới cắt ở trên thân xuống. Thì cái kỳ này cũng chia sẻ luôn với anh chị là cái kỳ này thì em để cho cả nhà là đơn số 14 là 450.000. Đó, em trồng lại ngon rồi. Đơn số 15 là 5 cánh trắng thiên đăng. Đơn số 15 đây ạ, rễ này khá là đẹp. Đấy, kỳ này thì 550, 5 cánh trắng thiên đăng. Rồi kỳ này số 16 là 5 cánh trắng thiên đăng, rễ khá là đẹp. Số 16 ở đây rễ này. Đấy, có hai đầu thôi nhưng mà đầu rễ đi rất là đẹp. Số 16 này là 600.000. Rồi đây là số 17, vẫn là 5 cánh trắng thiên đăng. Đây rễ này cả nhà nhìn rễ này. Đấy, rất là đẹp. Ở bên này vẫn còn này. Đấy. 5 cánh trắng thiên đăng cái số 17 này thì là 650.000 nhé cả nhà. Còn đây là một cái cây kỳ lách từ lâu rồi. Đó, thuần chậu rồi, bộ rễ nó thành con trâu rồi. Bộ rễ này nó thành con trâu rồi. Thì cái chậu này số là số 18, cây 5 cánh trắng thiên đăng thì giá là 1.1.000 nhé cả nhà. Cái này nguyên cây mẹ khoảng chừng 20 sen rồi. Còn cái mầm gốc này nữa. Cái mầm gốc này bây giờ mà em mà tham là em lách cái mầm gốc này ra, em bán cái mầm gốc xong em bán cái thân này nữa là được nhiều tiền hơn. Nhưng mà thôi, nó như thế này, nó ấm chậu đẹp này, giao lưu với anh chị như thế này. Rồi thì hôm qua thì có lấy được 6 cái kỳ pháo bay. Hôm qua đăng cái video cái anh em lấy hết, bốc hết hôm kia chứ, bốc hết còn độc cái này. Em mời cả nhà ngắm hoa luôn nhá. Thôi thì cái bông pháo bay này thì em sẽ cho cả nhà ngắm điện thoại trực tiếp. Đây bông này, bông của anh Hạc Hoàng Huy nở này. Đói, bông đây là bông bệt pháo bay nhá cả nhà. Đói, bệt pháo bay. Đấy, bông bệt pháo bay thì nó như thế này nhá cả nhà. Và cũng chỉ còn một kỳ duy nhất em đã trồng lại rồi. Ngon lành mà rễ thì cực khỏe nhá cả nhà. Rễ cái này trồng xuống đến tận đáy luôn. Rễ nó cực dài đây cho cả nhà ngắm luôn này. Đây chỉ đơn giản như thế này thôi, bới một tí ra thôi. Đây ạ. Đấy, bới một tí ra thôi. Cho cả nhà xem. Đấy, đầu rễ này đẹp chưa, xanh ngắt nhá. Rồi thì cái này thì nó đang đẻ hai mầm gốc, cả nhà cũng có thể nhìn thấy nó đang đẻ hai mầm gốc. Cây thì nó rơi vào chừng khoảng 30 cm đang đi ngọn, tuy nhiên là thân hơi tóp một chút. Đấy, và ở chỗ này nó hơi gập thân một chút ở chỗ này. Đấy, nó hơi tóp thân một chút vì là cái cây này mới cắt xuống để trồng nên là nó chưa hồi nhá cả nhà. Nó chưa hồi, nó chưa căng lại thân. Đấy, đây hôm qua tóp nhăn nhau, hôm qua em mới trồng lại có một bữa mà hôm nay đã căng thân khối rồi này. Đấy, thì cái kỳ này là số 19 em để cho mọi người là 1.1.000. Đây là thảo nguyên 2. Đây ạ, 5 cánh trắng thảo nguyên 2, hoa ở đây nhá anh nhỉ. Cái hoa này là ở cái kỳ này, còn đúng một kỳ này thì là ở chính cái chậu có hoa này luôn. Cắt ra từ chính cái chậu có hoa ấy luôn. Cái kỳ thảo nguyên 2 này thì em để cho cả nhà là 600.000 nhé cả nhà. Số 20 thảo nguyên 2. Rồi số 21 này nó là cái hồng nhật hạ. Hồng nhật hạ này thì anh em biết hoa cả rồi. Cái hồng nhật hạ này thì đây cũng còn rất là nhiều anh chị chưa biết hoa. Đây ạ, hồng nhật hạ đây ạ. Bông hồng nhật hạ đây nhá cả nhà. Rồi thì cái kỳ này bây giờ nó khoảng dư chục sen. Và em còn một kỳ cuối cùng, em bán 1.268.000. Số 21 nha, đơn số 21. Đấy, đơn số 22 là hai cái kỳ bạch trà. Thì mỗi kỳ là 900.000. 5 cánh trắng bạch trà. 5 cánh trắng bạch trà này thì đây hoa đây. Hoa 5 cánh trắng bạch trà đây. Đó. Thì ở đây nó có hai kỳ ươm tự nhiên rất là đẹp. Kỳ này thì nó còn thêm một, được thêm một mắt ngủ nhá. Rồi mỗi kỳ là 900. Rồi còn đối với bạch tuyết thì hôm nay em không quay nữa. Anh chị nào thích kỳ như bao nhiêu tiền thì nhắn tin qua cho Zalo cho em, số điện thoại em sẽ để trên video. Kể cả có cái dây kỳ như thế này, anh chị nào thích thì cũng có thể là giao lưu được này. Đấy, kỳ này. Đấy kỳ đây. Đó. Kỳ thì rất là nhiều, 5 cánh trắng bạch tuyết thì kỳ rất là nhiều. 600.000 trở lên anh chị đã có kỳ rồi. Nên ai thích mua cái kỳ giá tiền bằng nào thì cả nhà cứ nhắn tin cho em. Còn đây ví dụ như hồng á hậu cái như thế này là 650. Đấy, cái như thế này 650. Hồng á hậu rất là đẹp. Đây. Đây còn những cái như thế này cũng có. Đây ạ, những cái to khỏe như thế này cũng có. Anh chị có thể liên hệ em.
Em rút ngắn cái thời gian quay cái video lại nên là cả nhà thông cảm nhé. Rồi còn bây giờ thì em sẽ chuyển qua cái cây bệt thanh giòm. Bệt thanh giòm, một màn hoa rất là đẹp. Đây là bệt thanh giòm, thì đây là chậu số 1, bệt thanh giòm 2 kg. Đó, 2 kg này 400 nghìn nhé cả nhà, còn mấy cái mắt ngủ nữa. Kỳ thuần chậu rất là khỏe. Rồi đây là kỳ đơn. Kỳ này thì chừng khoảng dư 20 sen luôn đấy cả nhà. Đấy, cái lá này nó có hơi xấu một chút. Đấy, không vấn đề gì, rễ rất là khỏe. Em mới trồng lại giúp anh em tách từng kỳ ra cho kỳ đơn. Kỳ này thì em để cho cả nhà cũng 400 nghìn, 20 sen này. Rồi đây là kỳ thanh giòm số 2 nhá. Rồi thanh giòm số 3. Cái này ngoài 20 sen luôn. Đấy, cái này thì nó to hơn cái kia, nó to hơn một chút. Thì cái này em sẽ để thôi, để cho cả nhà 400 luôn. Đây, nó to hơn một chút, cái thân nó cũng to hơn mà nó cũng dài hơn, rễ nó cũng đẹp hơn một chút. Rồi, cái số 4 này. Cái số 4 này ngắn hơn chút thì cái số 4 này 300 nghìn nhá cả nhà. Cái số 4 này 300 nghìn. Đấy, cái số 4 này ngắn hơn chút. Đây. Rồi cái số 5 này. Cái này thì cái này dễ đẹp lắm. Cái này dễ, nó đẹp dã man luôn. Đây. Cái số 5 này dễ, nó đẹp cực kỳ luôn. Mà còn ở dưới nữa chưa nhìn thấy nhá. Số 5 này đây nó bị mất một cái lá, trông nó hơi xấu mất tí lá. Cái số 5 này thì em để cho cả nhà là 250.000. Đó, 250.000. Số 6 này. Số 7 này, số 6 này 200. Đó, rất đẹp. Kỳ rất là đẹp luôn. Số 7 này 200. Rồi, số 8 này 2 kỳ 300. Cả 2 kỳ nhá, 300 cả 2 kỳ. Số 9 này. Số 9 này thì hai cái này để cho cả nhà 250. Dễ cái này trồng xuống tận đáy luôn đấy. Cái này 200, số 10. Số 10 này 200 nhá cả nhà. Kỳ 52. Rồi thì bây giờ em sẽ chuyển qua cây yến thanh, bệt yến thanh. Đây là bệt yến thanh. Thì cái mặt hoa bệt yến thanh nó rất là đẹp. Ở đây cái chậu này có 3 kỳ này. Chậu này có 3 kỳ nhá cả nhà. 3 kỳ này thì em để cho cả nhà là 250.000 nhá cả nhà. 3 cái 250.000. Đó. Còn đây, hôm qua có một cái anh khách, anh ấy chốt cái kỳ này xong anh lại không lấy. Thì anh bảo anh đi công tác, dễ này. Anh bảo nhổ ra cho anh ấy, dễ này, rất là đẹp. Và ở đây cái mầm gốc này nó đang lên hai cái mầm gốc rất là đẹp rồi. Ngọn nó hơi xấu một tí nhưng nó đang lên hai mầm gốc, lên luôn hai mầm gốc luôn. Đây ạ, ngọn này trồng thì hơi xấu một tí thôi ạ. Không vấn đề gì. Thì cái kỳ này là 150.000 nhá cả nhà. Đây là kỳ rất là dài, 150.000. Còn cái bên này thì 100. Đây, cái này cái đơn này là 250.000 luôn. Đấy, anh chị nào lấy luôn đơn này là 250.000. Còn nếu lấy kỳ to 150, kỳ bé 100. Rồi, thì em chuyển qua mấy kỳ bệt võ tòng. Bệt võ tòng thì hoa thì cũng rất là đẹp. Nó gọi là lâm thồn đấy, nhưng mà anh em bỏ câu lâm thồn rồi. Giờ anh em gọi cây võ tòng thì cái câu lâm thồn nghe nó hơi thốn. Rồi, ba cái kỳ này 300.000. Cả ba cái nhá cả nhà. Ê, hoa nó ở đây rồi này. Ba kỳ này là ba kỳ đẹp nhất, 300. Còn bốn cái này. Bốn cái này thì em để cho mọi người là 300 quyền. Bốn cái này. Bốn cái này 300.000. Rồi, còn ba cái này. Ba cái này thì để cho mọi người 250.000. Đó, kỳ rất là đẹp luôn. Rất đẹp nhá cả nhà. Rồi thì ngoài ra thì ở đây em còn cây năm cánh trắng Nha Trang này, còn hai chậu bệt trà gừng. Còn năm cánh trắng Nha Trang này. Còn năm cánh trắng Phú Quý này. Còn năm cánh trắng HPR này. Và năm cánh trắng Sen Ngọc này. Đấy, anh chị nào thích sưu tầm cây gì nữa thì có thể liên hệ qua số điện thoại giúp em nhé cả nhà. Rồi em chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào video sau nhé.